Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của gia đình Jun. Các bạn đã lâu lắm rồi thì Hà Nội ngày hôm nay mới có một ngày nắng ngay từ sớm như này. Đấy. Và thời tiết bây giờ cũng là 8 giờ rồi chứ không phải là sớm nữa. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái vlog dành riêng cho mình và Jun. Đó là một ngày của Jun và ba Jun thì sẽ như thế nào. Và bây giờ mình sẽ vào nhà để gọi Jun dậy chứ nhá. Bây giờ là 8 giờ sáng rồi các bạn ạ. Let's go, đi thôi. À, khoe một chút hoa giấy nhà mình này. Đó, uầy. Đẹp đúng không? Jun ơi. Jun ơi. Jun đâu rồi? Jun dậy chưa? Ẻo. Ẻo. Sao? Ẻo. Dậy con. Ẻo nào dậy đi. Thế các bạn ơi, 8 giờ này hai mẹ con vẫn ngủ này. Sợ thật đấy. Dậy đi nào con. Em tiểu lạc này các bạn này. Đấy. Con nó ui em tiểu lạc đấy. Con chưa thôi để em ngủ. Dậy em con. Con dậy trước đi. Dậy đi bố cho đi ăn, cho đi ăn phở bò. Đúng rồi, đi ăn phở bò. Con ngủ tiếp à? Đây các bạn ơi, hai bố con vừa ăn phở bò xong. Nên mình đã cho Jun vào lớp. Con cầm sách để gọi cô giáo để cho vào lớp nhá. Con học muộn rồi, đây bà đây. Bà đón con này. Con cầm. Con cầm sách này. Cầm cặp sách kìa con. Jun. Đi con. Rồi, bye bye bố nào. Bye bố đi bay. Bye con. Đó, buổi sáng hai bố con ăn sáng xong rồi. Ăn phở bò lúc ăn phở bò thì mình không quay lại bởi vì lúc đấy ở cái quán nó hơi bị đông ấy. Quán nó hơi bị đông nó hơi bất tiện việc quay nên là thì nhà mình không quay. Bây giờ mình sẽ về nhà và dành thời gian cho công việc của bản thân đây. Tiếp tục đón xem video các bạn nha. Yeah. Và các bạn ơi, đấy là ba Jun đã đưa Jun đi học rồi và bây giờ ba Jun sẽ dành một chút thời gian cho công việc của bản thân. À, và trước khi mà ba Jun chia sẻ một chút cái khoảng thời gian công việc của ba Jun cho bản thân như thế nào thì ba Jun ngày hôm nay có một bí quyết muốn chia sẻ cho mọi người. Mà ba Jun nghĩ là bí quyết này thì ba mẹ nào cũng cần thiết đó nha. Vậy nên là hãy tiếp tục xem video của ba Jun để xem là ba Jun sẽ chia sẻ những gì. Thế thôi, let's go. Ok. À, các bạn, đây là cái không gian làm việc của ba Jun tại nhà. Thì ngày hôm nay ba Jun muốn chia sẻ một chút bí quyết cho tất cả mọi người, đặc biệt là các ba mẹ này. Chắc hẳn ấy, là ba mẹ cũng như mình, cái lúc giao mùa thời tiết như này ấy, là cái nỗi ám ảnh của bất kỳ ba mẹ nào đang nuôi con nhỏ. Đặc biệt ấy, là các ba mẹ mà đang sống ở miền Bắc và miền Trung như ba Jun đây. Thời tiết thì lúc nóng, lúc lạnh, lúc nồm ẩm, hanh khô rất thích hợp để cho vi khuẩn, virus và các loại nấm mốc phát triển. Thời tiết ẩm ương này thì con sẽ ốm liên tục gây mệt mỏi cho ba mẹ. Và kèm theo đó là câu cửa miệng: thời tiết kiểu này thì con lại ốm rồi đúng không? Và khiến rất nhiều ba mẹ phải quay cuồng trong một điệp khúc, đó chính là con ốm này, đi bác sĩ và dùng kháng sinh. Mà cái việc con nhỏ ốm đấy nó không chỉ gây mệt mỏi cho ba mẹ mà còn tốn kém vào tiền bạc nữa, đúng không các bạn? Với gia đình Jun thì trộm vía bé khỏe bố mẹ nhàn tênh thì là có một bí kíp rất là quan trọng. Thứ nhất đó là giữ được cái môi trường sống cực kỳ trong lành, thoáng mát, không để bé ở nhiệt độ nóng quá hay là lạnh quá. Ngoài ra đặc biệt là chế độ dinh dưỡng của bé cực kỳ phù hợp và khoa học. Thì ngày hôm nay ba Jun sẽ chia sẻ cho mọi người từ cái hiểu biết và trải nghiệm của chính bản thân mình nha. Tùy những cái giai đoạn phát triển của bé và những mùa trong năm mà gia đình Jun đã lựa chọn những thực phẩm phù hợp với cả tiêu chí tươi, sạch, đa dạng và mùa nào thức đấy. Đặc biệt là phải cân đối giữa chất đạm, chất béo, chất đường, vitamin và khoáng chất. Riêng về sữa nhé, thì gia đình Jun Jun đã là fan cứng của bộ đôi sữa công thức Pulac và sữa non Colomy các bạn ạ. Thật may ấy, là mình biết đến sữa Pulac này là qua sự giới thiệu của một người bạn Hàn Quốc đang sống tại Việt Nam của mình và cũng đang dùng cho con. Thì sau khi tìm hiểu hết các trang trong nước và ngoài nước thì ba Jun cũng có đầy đủ thông tin về sữa Pulac này. Bây giờ mình ba Jun sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Thì sữa Pulac này được sản xuất tại New Zealand và đang được bán tại rất nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Hàn Quốc và Việt Nam. Sữa Pulac này là sữa cao cấp
hot hiện nay ở Hàn Quốc, nên là được rất là nhiều mẹ người Hàn Quốc đang sống tại Việt Nam dùng sữa bô lắc này luôn. Đặc biệt là sữa bô lắc này cũng được một số diễn viên người mẫu nổi tiếng Việt Nam như là Lan Phương, Minh Hà, vân vân tin dùng đấy các bạn nhé. Có 4 điểm mình thích nhất ở loại sữa này. Thứ nhất, sữa này có vị nhạt thanh, gần giống sữa mẹ nên bé nhà mình rất thích. Thứ hai, sữa bô lắc đáp ứng mong muốn của mình là giúp bé hấp thu tối đa canxi, dưỡng chất mà không phải bổ sung thêm canxi hay lợi khuẩn. Thứ ba, sữa bô lắc giúp tăng chiều cao, cân nặng, tiêu hóa tốt và không lo táo bón. Thứ tư, sữa bô lắc giúp bé có hệ miễn dịch tốt, giúp bé phòng tránh ốm vặt khi giao mùa hoặc phòng chống virus, vi khuẩn trong các mùa dịch. Các bạn ạ, Ba Jun vẫn chia sẻ cái 4 điểm mà Ba Jun thích nhất ở cái sữa bô lắc này. Còn cái sữa non Colomy này thì dùng tốt cho các trường hợp sau nha. Đây mình có 2 lọ này. Thứ nhất là trẻ cần tăng sức đề kháng, phòng tránh bệnh tật. Thứ hai là trẻ cần thúc đẩy chiều cao, cân nặng. Thứ ba là trẻ kém hấp thu và biếng ăn. Thứ tư là trẻ mà bị thiếu sữa mẹ hay là trẻ sinh non. Và thứ năm đó chính là trẻ bị táo bón này, tiêu chảy và tiêu hóa kém. Trên thị trường ấy thì có rất là nhiều các loại sữa non, nhưng gia đình Jun Jun tin tưởng và lựa chọn sữa non Colomy bởi vì cái hàm lượng sữa non trong sữa non Colomy này khá là cao, chiếm tới 51% và đã có mặt trên thị trường rất là lâu, được bán trong các viện lớn này, các viện dinh dưỡng và cũng được các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ khuyên dùng. Gia đình Jun Jun rất là hạnh phúc khi mà con khỏe, ba mẹ nhàn tênh, và Ba Jun cũng mong muốn chia sẻ cho các ba mẹ cái bí kíp của mình, và đặc biệt là chúc cho các ba mẹ cũng có niềm vui khi mà con khỏe, ba mẹ nhàn tênh giống gia đình Jun nha. Đấy, một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng mà Ba Jun đã chia sẻ cho mọi người về cái bí kíp của Ba Jun và gia đình Jun rồi đúng không? Và sau đây là Ba Jun sẽ dành những khoảng thời gian tiếp theo cho công việc của Ba Jun để trước khi đến giờ đợi đón Jun đi học về để hoàn thành cái thử thách 24 giờ chăm Jun nha. Mọi người cùng đón tiếp theo video của gia đình Jun nha. Hiện tại giờ Ba Jun đang đi lên trên văn phòng Ba Jun để làm việc đây các bạn ạ. Thiên khá là lạnh. Đây là văn phòng. Các bạn ơi, như vậy là sau buổi chiều làm việc đã xong thì cũng là đến giờ để đón Jun ấy. Bây giờ ba Jun sẽ phải đi đón Jun. Các bạn xem những điều thú vị khi mà đón Jun nhé. Câu đầu tiên là Jun sẽ nói với ba Jun là gì. Jun có một sở thích cực kỳ hay luôn, là buổi chiều về hay xin ba Jun để được ăn quà vặt ấy. Chắc là tí nữa sẽ lại xin ba Jun ăn quà vặt và mình sẽ phải đi mua quà vặt cho Jun ăn. Ok, và đây là trường học của Jun. Mình sẽ phải đi đón Jun ở trường này. Đây là trường học của Jun các bạn nhé. Đây các bạn nhỏ học ở đây, không khí rất là trong lành. Môi trường học tập mình thấy là rất là phù hợp cho Jun luôn. Đây, đây là bạn Jun nhà mình. Luôn toàn con chào bố chưa? Jun, thầy bố đi thế nào? Jun chào bố chưa? Thôi bố về đây. Con đi đâu? Đi đâu? Dép của con đâu? Jun đâu? Jun lấy dép cho con. Đâu giày con đâu? Để con bên này này. Bây giờ Jun nhá, Jun về nhá. Bye bye. Em gửi cháu nhá. Ừ, con ăn đậu chưa? Ôi đậu. Con xin ạ. Là Minh Hiếu. Thì Jun ơi, con ăn gì? Con ăn chả. Con gì á? Con ăn chả. Con ăn chả. Em đi trước anh ơi.
Con yêu, con yêu bố không? Yêu bố như nào nhỉ? Như nào? Ui xì, giờ con về ăn gì nhỉ? Ăn chả phô. Đấy các bạn ạ, Du được đòi ăn chả ngay. Món sở trường của Du luôn. Đâu, quay đây, quay bên này mà. Nó rơi bên này các bạn. Đây, chả có run đây, các bạn nhìn thấy chưa? Nhiều không con? À. Nhiều không? À. À, có nhiều à? À. Về nhà rồi. Con chào ông chưa? Con chào ông rồi. ông nội đang làm việc. Con đi ăn một tí á. Thì con nốt cái xin chả này à? Vừa ăn chả vừa xem phim. Đi ở đây bạn Jun sẽ ăn nốt xin chả này các bạn ạ. Chả. Bây giờ bố con nhà Jun sẽ bắt đầu chơi trò gì con nhỉ? Chơi đá bóng. Đá bóng nhá. Chúng đá đấu với bố luôn nhá. Đá bóng rồi. Ok, mẹ bố mình đá bóng thôi. Đi thôi. Buổi chiều thì khi đón Jun đi học về thì sân nhà ba Jun cũng rộng ấy. Đấy, sân nhà ba Jun cũng rất là rộng nên là có khoảng không để cho Jun chơi nô đùa chạy ngày. Jun là một người cực kỳ hiếu động luôn và gần như là mình thấy cả ngày hoạt động thôi, chả bao giờ nghỉ ngơi luôn ấy. Đấy, rất là khỏe, mình công nhận như thế. Và sau khi mà chơi cùng Jun xong thì Jun sẽ cũng đi tắm giặt ăn tối và đọc sách và đi ngủ thôi. À, vậy để mình sẽ bật mí cho những hoạt động của Jun ở những tập tiếp theo nha. Còn video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. À, rất cảm ơn các bạn đã xem hết video. Và nếu thấy hay thì hãy like, share and comment. Và nhớ là subscribe kênh Gia đình Jun Jun nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.